Nhân tướng học chỉ ra 7 vị trí nốt ruồi chứng tỏ phụ nữ lẳng lơ dễ trở thành kẻ thứ ba. Hoan Hỷ kính chào quý anh chị đã đến với chương trình Nhân tướng học của Phong thủy May mắn trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, người xưa coi nốt ruồi giống như đài khí tượng dùng để dự đoán vận mệnh tương lai của mỗi người. Mỗi một nốt ruồi tướng học đều có tầm ảnh hưởng nhất định và có thể gắn với những câu chuyện riêng khó lòng lý giải về cuộc đời mỗi con người. Đặc biệt là đối với những nốt ruồi có vị trí đặc biệt đều sẽ bật mí rất nhiều điều về bản mệnh, số phận cũng như là chuyện hôn nhân, tình cảm hay là đường con cái của họ. Tất nhiên là còn phụ thuộc vào vị trí màu sắc độ thẳng bóng mà phú quý, phúc phần, sang hèn của họ không giống nhau. Trong chương trình ngày hôm nay, Phong thủy May mắn sẽ chia sẻ với các bạn những bí ẩn đằng sau những nốt ruồi ở 7 vị trí sẽ quyết định tính cách của người phụ nữ. Quý vị hãy cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây. Theo các chuyên gia nhân tướng học, đa phần phụ nữ sở hữu nốt ruồi ở các vị trí sau đây có khả năng cao đó là những người phụ nữ lẳng lơ, bạc tình, thậm chí dễ trở thành kẻ thứ ba, xen vào hạnh phúc của người khác. Sống mũi có nốt ruồi, đây gọi là tình sắc kiếp nạn. Mẫu phụ nữ này thường dễ rơi vào mối tình tay ba hoặc thường dính vào những mối quan hệ tương đối phức tạp với bạn khác giới. Họ cũng dễ dính phải những tranh chấp, mâu thuẫn trong chuyện tình cảm mà ảnh hưởng đến sự nghiệp. Nốt ruồi ở khóe mắt trái. Trong nhân tướng học, người phụ nữ sở hữu nốt ruồi ở khóe mắt trái thường có dục vọng cao, đa tình, phóng túng nên dễ rơi vào các cuộc tình tay ba. Tuy rằng vận số cực đào hoa nhưng thực chất họ lại vô cùng lận đận trong chuyện hôn nhân gia đình. Tướng nốt ruồi ở ấn đường, cung điền trạch. Đây là vị trí giữa hai lông mày. Nếu nốt ruồi nằm ở vị trí này là người có tính hướng ngoại, vui vẻ, thích kết giao bạn bè và tương đối chan hòa với bạn khác giới. Phụ nữ có nốt ruồi ở cung điền trạch là người đào hoa, rất dễ thu hút người khác giới theo đuổi và yêu thương, nhưng lại dễ thay lòng đổi dạ. Cũng chính vì tính cách này là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến bạn khó có thể khống chế được tình cảm của mình. Những bạn nữ sở hữu nét tướng này tốt nhất nên kết hôn muộn. Nốt ruồi ở đuôi lông mày bên trái. Đuôi lông mày bên trái chính là nốt ruồi đào hoa của chị em. Vị trí này là vùng phu thê. Nốt ruồi này khiến bạn dễ rung động, vì thế đời sống tình cảm của họ cũng vì thế mà khó bình yên. Nốt ruồi giữa nhân trung. Nhân trung là phần ngấn rãnh môi trên thẳng từ mũi xuống. Nốt ruồi giữa nhân trung được gọi là nốt ruồi vượt rào. Những phụ nữ sở hữu nốt ruồi này thường có tỷ lệ ngoại tình rất cao, là người ham mê sắc dục. Mẫu phụ nữ này thường không trọng tình cảm sau hôn nhân nên khó duy trì tốt được cuộc sống hôn nhân của mình và thường sống bằng cảm xúc của bản thân. Thế nên, những người phụ nữ này cũng dễ ly hôn, trải qua nhiều lần đò, khó tìm được bến đỗ hạnh phúc. Nốt ruồi ở vành tai. Phụ nữ có nốt ruồi ở vành tai rất lăng nhăng, thay người yêu như thay áo. Họ bạc tình bạc nghĩa đến độ không mảy may đính những đau khổ tổn thương mà đối phương phải chịu. Những người phụ nữ này cũng là những kẻ dễ siêu lòng. Họ chẳng cần đối phương là người đẹp trai hay là giàu có, chỉ cần được nghe những lời ngon ngọt là họ sẵn sàng hiến dâng tất cả cho người yêu. Nốt ruồi ở chóp mũi. Chóp mũi là vị trí trung tâm của mũi. Nếu có nốt ruồi thường rất có sức hút rất lớn với đàn ông. Vị trí này có nốt ruồi chứng tỏ đây là cô nàng rất đào hoa đa tình, lúc nào cũng có cả tá đàn ông theo đuổi si mê. Những phụ nữ sở hữu nét tướng này cần phải đề phòng nguy cơ phát sinh chuyện tình cảm ngoài luồng vào tuổi trung niên. Vì thế mà sau hôn nhân nhất định phải luôn chăm chút giữ gìn hôn nhân. Có thể thấy ngoài gương mặt dáng đi, chúng ta còn có thể đoán định tính cách của một người qua nốt ruồi. Tuy nhiên, thông tin nhân tướng học trên đây cũng chỉ mang tính tham khảo mà thôi, vì tính cách cuộc sống của một người phụ nữ còn thuộc rất nhiều vào yếu tố khác nữa. Và phần tiếp theo trong chương trình lần này, Phong thủy May mắn sẽ giúp anh chị tìm hiểu về con đường tình duyên của 12 con giáp trong năm Canh Tý 2020.
tình cảm của tuổi Tý năm 2020. Xét phần trình tình duyên năm 2020 của tuổi Tý, có thể thấy rằng đào hoa không quá vượng. Tuy nhiên, do Thái Tuế Tý Thủy là các tinh tỷ kiên của con giáp này, vốn là một trong bốn chính tinh trợ về đào hoa, lại thêm trực Thái Tuế Thủy vượng, khiến ít nhiều bản mệnh cũng có cơ hội thay đổi vận mệnh của mình. Đào hoa trong năm Canh Tý không có nhiều, nhưng không phải là không có. Bằng sức hấp dẫn tự nhiên của mình, bản mệnh cũng có được cơ may tình duyên. Tuy nhiên, điều đó đồng nghĩa với sự việc con giáp này phải thực sự chủ động trong chuyện tình cảm, chứ không phải là ngồi ôm cây đợi thỏ. Tuổi Tý nên gạt bỏ những suy nghĩ định kiến quá cũ của mình. Nếu có cảm tình, thương mến ai thì hãy bày tỏ tình cảm, tìm cơ hội để tiếp cận, tìm hiểu người đó nhiều hơn. Bạn có thể nhờ vào các mối quan hệ của anh chị, bố mẹ hay cô dì chú bác trong nhà để tìm hiểu thêm cơ duyên cho mình. Với những bạn đã có đôi cặp thì cần phải tìm cách hâm nóng tình cảm đôi lứa. Đừng nghĩ tình yêu chỉ là hy sinh cho đi, không cần nhận lại. Bạn cần phải làm điều tương tự để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Sự nhàm chán sẽ bị xua tan vì đôi bên luôn có ý thức vun đắp cho tình yêu của mình. Năm nay, Thái Tuế lưu niên là Tý Thủy cũng tượng trưng cho những nơi vui chơi giải trí, quán rượu, quán bia. Trong năm bản mệnh, tuổi Tý dễ bị thú vui nhất thời mà gây ra tổn thương cho những người yêu thương mình. Phong thủy may mắn khuyên bạn nên hạn chế đến những nơi vui chơi giải trí kém lành mạnh, nên hạn chế uống rượu bia, nếu không sẽ dễ mất đi tỉnh táo mà phạm sai lầm, gây ra tai họa, tự tay phá hủy hạnh phúc của mình. Nơi hẹn hò của đôi lứa cũng nên tìm nơi sáng sủa khô ráo, tránh những nơi ẩm ướt như là bờ sông, bờ biển, dễ gặp phải chuyện không hay. Để tăng cường nhân duyên cho mình, hãy sử dụng ngay pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn và hồ ly mắt bạc để chiêu mời quý nhân tăng cường nhân duyên cho người tuổi Tý. Tình cảm của tuổi Sửu vào năm 2020, về phương diện tình cảm, không có nhiều đào hoa cho lắm, song thứ tài cát tinh vốn còn được biết đến với cái tên là sao tình nhân. Thái Tuế lại có phần nghiêng về phía nam mệnh hơn là nữ mệnh, vì thế so với nữ tuổi Sửu thì con giáp nam sẽ có nhiều cơ hội tình yêu hơn hẳn. Mệnh chủ có thể gặp được nhân duyên của mình ở những buổi hẹn hò gặp gỡ bạn bè, cũng có lúc là đối phương tự chủ động tiếp cận làm quen. Con giáp này hãy thử cho bản thân cũng như đối phương một cơ hội. Tuy nhiên, với nam mệnh đã kết hôn thì có thể sẽ nhận được những lời tán tỉnh đong đưa của người khác phái. Cần phải vạch rõ ranh giới cho các mối quan hệ, tuyệt đối không tỏ ý hùa theo khiến cho đối phương hiểu lầm, tự mình chặn đứng đường về nhà của bản thân. Riêng nữ mệnh tuổi Sửu tuy có cơ hội để tìm thấy tình yêu không nhiều nhưng cũng không phải là không có. Nhân duyên tự thân vẫn khá tốt, bản mệnh nên chịu khó tham gia các buổi gặp gỡ để nhân cơ hội đó làm quen, có khả năng tiến tới mối quan hệ yêu đương. Những cô gái tuổi này cần nhớ đừng quá mức chủ động cá tính, hãy dành cho đối phương cơ hội được thể hiện mình, tỏ thái độ bật đèn xanh nhưng cũng cần một chút bí ẩn để có thể khiến đối phương có mong muốn chinh phục mới là lựa chọn chính xác. Song bản mệnh cũng đừng quá bị động, chỉ chờ đợi đối phương ngỏ ý, tình cảm phải đến từ hai phía. Nếu một người tiến mà một người không có bất cứ động thái nào thì e rằng quãng đường đi đến trái tim nhau càng xa cách. Để kích hoạt cung đào hoa, hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu và hồ ly để tăng cường quý thần tương trợ, kích hoạt nhân duyên cho tuổi Sửu. Về tình cảm của người tuổi Dần trong 2020, bản mệnh đào hoa không quá vượng, song tuế can canh kim sinh thương quan tinh, mà đây lại là ngôi sao đào hoa của nữ mệnh, nên nữ tuổi Dần có nhiều may mắn đón nhận hạnh phúc. Những cô gái tuổi Hổ sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ với người khác phái. Không phải tất cả những người bạn gặp đều có thể trở thành đối tượng yêu đương, nhưng ít nhất mệnh chủ cũng được tiếp xúc và có cơ hội làm quen, tìm hiểu với nhiều người hơn so với bình thường. Song nữ mệnh nên lưu ý, đừng chỉ bị động ngồi yên một chỗ chờ đợi tình yêu tới. Bạn cần phải chủ động nắm bắt, giữ lấy hạnh phúc của mình. Có thể dựa vào các mối quan hệ của trưởng bối trong nhà để thêm cơ hội tình yêu cho mình. Với nam tuổi Dần thì còn khá bị động, cơ hội gặp gỡ làm quen so với nữ giới, tình duyên đã càng ít lại càng thêm ảm đạm. Với nam tuổi Dần thì mệnh chủ còn khá bị động, lại không có nhiều cơ hội gặp gỡ làm quen với nữ giới nên tình duyên đã ít lại càng thêm ảm đạm. Con giáp này nên tìm cách để tìm cho mình có được cơ may gặp gỡ, như vậy khả năng thành công cao hơn so với việc nhờ người khác giúp đỡ.
Năm tuổi này có thể thay đổi cách thức tiếp cận và tìm hiểu về nữ giới để tăng thêm đào hoa cho mình, không để cho tình duyên ảm đạm quá mức. Để kích hoạt cung đào hoa của mình, cần sử dụng vòng tam hợp quý thần Dần Ngọ Tuất kết hợp với mặt dây chuyền Hồ Ly. Hai pháp khí phong thủy này có tác dụng chiêu mời quý nhân kích hoạt cung đào hoa, giúp hòa hợp vợ chồng và may mắn trong việc lựa chọn bạn đời. Về mặt tình cảm tuổi Mão năm 2020, Mão bước vào năm Canh Tý 2020, thái tuế trợ đào hoa hồng loan các tinh nhập mệnh, mang tới nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Canh kim lộ xuất chính quan, đây còn được xem là sao đào hoa của nữ mệnh. Chính vì thế mà bản mệnh trong năm đào hoa vận cực kỳ vượng, dễ gặp được đào hoa tin vui tới tấp báo về. Con giáp này gặp được đối phương là người thông minh, lanh lợi, giỏi giang và có năng lực, là người điềm tĩnh, thực tế nhưng khá là tâm lý, biết cách quan tâm đến người khác phái, ngoại hình và khí chất đều không tồi. Song tuổi Mão nên lưu ý rằng đào hoa trong năm của bạn có hàm trì. Đào hoa tức là một dạng đào hoa lộ thủy, dễ có được nhưng cũng dễ mất đi. Nói một cách đơn giản thì đó là thứ tình cảm quá là dễ dàng có được nên chúng ta khó biết trân trọng giữ gìn trong tay mình. Có thể chỉ là cơn mơ thoáng qua, chưa kịp hạnh phúc đã phải nói lời tạm biệt. Với người đã có đôi có cặp thì đây có thể là dấu hiệu bạn dễ bị vướng vào các mối quan hệ ngoài luồng như tình công sở, tình một đêm. Nếu không cẩn thận có thể sa ngã và đưa đến hạnh phúc gia đình mình lên bờ vực tan vỡ. Với các cặp đôi thì cần phải cân nhắc kỹ trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, đừng tính toán thiệt hơn với người mình yêu, bởi có khi bạn chưa được lợi thì đã phải chịu thiệt thòi lớn. Để tăng cường nhân duyên với người tuổi Mão, cần sử dụng vật phẩm phong thủy vòng tam hợp Hợi Mão Mùi giúp tăng cường các mối quan hệ. Khi quý thần tương trợ, cơ hội gặp gỡ người khác phái sẽ nhiều hơn, từ đó cơ hội lựa chọn cho mình người bạn đời phù hợp. Ngoài ra với nữ mệnh cần sử dụng thêm mặt dây chuyền Hồ Ly để kích hoạt cung nhân duyên, giúp tăng cường sự hấp dẫn với người khác phái. Tử vi tình cảm tuổi Thìn năm 2020. Xem vận trình tình duyên của người tuổi Thìn vào năm 2020, nam mệnh đào hoa tuy không nhiều nhưng bản thân lại có nhân duyên khác giới cực tốt, dễ dàng tìm được người có cơ hội để tiếp cận làm quen với mình có cảm tình. Tuổi Thìn thông minh, tài giỏi, có phần thực tế, song bạn hoàn toàn có thể tìm được một nửa phù hợp với mình, đôi bên cùng bị hấp dẫn bởi đối phương, tỷ lệ thành đôi khá cao. Song cần phải chủ động hơn trong chuyện tình cảm, bởi nhân duyên này không phải là đào hoa vượng mà có, chỉ là cơ duyên đem lại mà thôi, không nắm bắt thì sẽ tan biến. Nữ mệnh chủ tuổi Thìn không có nhiều biến động trong tình cảm, mọi thứ bình bình không có gì đặc biệt. Người có đôi thì vẫn giữ mối quan hệ ở góc bình ổn, còn người độc thân chưa thực sự sẵn sàng để bước chân vào một mối quan hệ mới. Thời điểm năm 2020, bản mệnh hãy nhân cơ hội này kết bạn làm quen với nhiều người hơn nữa, có thể bằng nhiều cách để tìm người phù hợp với mình. Đừng chỉ ngồi im một chỗ chờ đợi tình yêu tới, bạn cần phải chủ động tích cực hơn bởi cuộc sống là không chờ đợi ai. Thanh xuân trôi qua chẳng chớp mắt, không thay đổi thì khó có thể tạo được bước đột phá trong chuyện tình cảm của mình. Mệnh chủ, hãy treo một bức tranh chim công hoặc sử dụng một đồng hồ chim công treo tại phương vị đào hoa của mình để kích hoạt được tình duyên cho mình, giúp chuyện tình cảm được thuận lợi, tiến tới khăng khít hơn. Tử vi tình cảm tuổi Tỵ. Xem đường tình duyên năm 2020 của tuổi Tỵ năm Canh Tý này, thái tuế Tý Thủy ngự tại chính quan tinh, tuế can ngự tại thiên tài tinh. Con giáp này có nhân duyên khác phái vô cùng lý tưởng, nhân duyên này không phải đào hoa vận, đơn giản là bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ tiếp xúc với người khác phái. Do Tý Thủy và Tỵ Hỏa xung khắc nên nhân duyên trời chỉ xe tới đó, việc thành đôi hay không hoàn toàn do con giáp này quyết định. Vì thế dù là nam mệnh hay nữ mệnh thì tuổi Tỵ cần phải học cách bao dung bỏ qua cho nhau, hãy nhìn vào mặt tích cực suy nghĩ lạc quan để có thể đến gần với hạnh phúc của riêng mình. Bạn cần phải chủ động chứ không chỉ ngồi im một chỗ. Tuy nhiên đừng nóng vội quá mà thể hiện mình thái quá, dễ khiến cho đối phương cảm thấy phản cảm. Cần giữ cho trái tim nóng và cái đầu lạnh, quan sát hành động tinh tế, nên đứng từ góc độ của người ấy để suy xét rồi mới đưa ra hành động. Mệnh chủ tuổi Tỵ nên tham gia nhiều các hoạt động giao tiếp, có thể có được cơ hội tình cảm. Cũng có thể nhân dịp năm vận quý nhân mạnh, nhờ người lớn tuổi giới thiệu người khác giới phù hợp cho bản thân, có cơ hội phát triển quan hệ nhân duyên. Để hóa giải những sát khí của đào hoa cũng như là tăng cường đào hoa vượng, bạn hãy treo trong phòng khách một đồng hồ chim công với hình tượng chim công, vừa mang tính quý phái chiêu quý nhân tài lộc và đồng thời cũng là vật phẩm phong thủy kích hoạt đào hoa vượng tốt nhất hiện nay. Tử vi tình cảm tuổi Ngọ năm 2020.
Trong năm 2020, tuổi Ngọ không có nhiều đào hoa, Thái Tuế Thiên Quan Tinh là sao khắc giới của nữ mệnh, song về cơ bản thì Tý Ngọ tạo ra cục diện tương xung nên cũng không xoay chuyển được vận trình tình duyên ảm đạm. Con giáp này dù là nam hay nữ mệnh thì đều có được cơ hội thu hút sự chú ý của người khác phái, nên duyên hay không là chuyện khó nói trước. Tình cảm đôi bên cũng không được ổn định như những người khác. Nam mệnh chịu nhiều áp lực về kinh tế, lại hay ghen tuông, gây ra những tổn thương cả về thể chất và tinh thần với đối phương. Cũng có những lúc con giáp này vì tình mà đau khổ, bị dối lừa vì quá si mê. Nữ mệnh tuổi Ngọ có nhân duyên vượng hơn so với nam mệnh, song nhìn tổng thể vận trình cũng không sáng sủa hơn là mấy. Bạn phải chịu áp lực khá lớn về tình cảm, dễ trải qua những sóng gió bất trắc. Để kích hoạt tình duyên cũng như hóa giải những hung họa do ảnh hưởng của bào hoa sát, mệnh chủ hãy luôn mang bên mình một vòng tam hợp dần Ngọ Tuất kết hợp với một mặt dây chuyền hồ ly. Tử vi tình cảm tuổi Mùi. Trong năm 2020, người tuổi Mùi dù là nam hay là nữ mạng đều khá vượng đường tình duyên, có cơ may gặp được một người thực sự phù hợp với mình. Tuy nhiên thì cần phải chú ý trên phương diện tình cảm này. Phái nam nên biết giữ mình, không nên quá đắm đuối vào chuyện tình cảm mà bỏ quên sự nghiệp. Luôn đề cao tinh thần cảnh giác để nhận ra ai là người thực sự tốt với mình, còn ai tiếp xúc với mình chủ yếu là để lợi dụng. Rất có thể bản mệnh quá cả tin sẽ bị đối tượng có ý đồ xấu lừa gạt, khiến bạn phải chịu đựng nhiều hậu quả đáng tiếc. Phái nữ thì nên có cách cư xử đúng mực, không nên nói năng không suy nghĩ, khiến đôi bên đều chịu phải tổn thương. Những người đã lập gia đình thì chú ý giữ khoảng cách với người khác giới, không để những mối quan hệ ngoài luồng gây rạn nứt tình cảm, ảnh hưởng đến hạnh phúc vợ chồng. Mệnh chủ tuổi Mùi đã kết hôn hoặc đang yêu đương thì ảnh hưởng của hại Thái Tuế, nền tảng không được chắc chắn, là một thử thách vô cùng lớn. Hơn nữa, tình cảm lại gặp canh kim thương quan, mệnh chủ tuổi Mùi dễ dàng mẫn cảm cực đoan, có các hiện tượng như là xung đột nhiều cùng người yêu, đồng thời cũng dễ bị bên thứ ba phá rối. Phải cẩn thận việc có kẻ thứ ba chen ngang cùng người khác giới kết giao, phải giữ đúng chừng mực. Nếu như không vững, khó chống cự lại sức hấp dẫn rơi vào chuyện tình cảm dây dưa, vì thế dẫn đến sóng gió cho gia đình. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để được quý thần tương trợ, từ đó tăng cường nhân duyên cho mệnh chủ tuổi Mùi. Tử vi tình cảm tuổi Thân. Chuyện tình cảm của người tuổi Thân trong năm 2020, bởi cả nam nữ đều khó gặp được đối tượng thích hợp, bản mệnh không nên quá nóng nảy bốc đồng, làm việc không suy nghĩ. Điều đó gây ảnh hưởng không tốt tới hình tượng, khiến cho người khác giới có những suy nghĩ không hay về con người bạn, khiến tình cảm và hôn nhân đều gặp trở ngại. Muốn cải thiện tình trạng này, bản mệnh có thể thường xuyên tham gia những buổi giao lưu gặp gỡ giữa bạn bè lành mạnh, ít đến những nơi ồn ào khí trường hỗn loạn. Người đang yêu thì năm nay tình cảm có thêm một bước mới, ngọt ngào, mỹ mãn. Nhưng nước đầy, ắt tràn, mệnh chủ tuổi Thân năm nay hưởng thụ vận đào hoa rất vượng, cần phải chú ý đào hoa ảo. Người đã kết hôn thì nên chú ý chừng mực với những bạn khác giới. Đừng cho người khác không gian tưởng tượng hoặc là hấp dẫn họ, để tránh ảnh hưởng tới danh dự bản thân cùng với sự ổn định của gia đình. Nhưng do thương quan bất lợi cho phu tinh, nếu mệnh kết hôn tuổi Thân vẫn cần thời gian kiên nhẫn đợi duyên tốt xuất hiện. Tuổi Thân năm nay chú ý cần phải mang bên người một mặt hồ ly ngọc giúp hóa giải đào hoa sát, tăng cường nhân duyên cho chính mình. Tử vi tình cảm tuổi Dậu. Nhân duyên của người tuổi Dậu trong năm 2020 khá tốt, đặc biệt là với những người còn độc thân, dễ có cơ hội gặp gỡ tiếp xúc với nhiều người khác phái thông qua mối quan hệ với bạn bè, người thân hoặc trong các buổi gặp mặt bạn bè, đối tác. Bạn dễ gây được ấn tượng với những người khác giới, nên việc bắt đầu một mối quan hệ tình cảm không phải là vấn đề gì quá khó khăn. Tuy nhiên, vì tác động của Thái Tuế mà tình cảm của con giáp này không được ổn định, khó có thể đạt được kết quả như mong muốn. Ngoài ra, Dậu còn có dấu hiệu phóng túng quá độ, dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc ảnh hưởng đến tiêu cực sự nghiệp. Với những người đã lập gia đình, tuy bản mệnh không có nhiều khả năng phạm phải đào hoa xấu nhưng vẫn cần phải chú ý giữ khoảng cách đúng mực với những người khác giới tiếp cận mình. Khi tham gia các hoạt động tiệc tùng, giao lưu, cần chú ý biết giữ mình, không nên quá chén, khiến bản mệnh trở nên thiếu tỉnh táo, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Con giáp này cần phải có chế độ sinh hoạt hợp lý, hạn chế những ham muốn không cần thiết. Đối với mệnh chủ tuổi Dậu năm nay, cần chú ý mang bên người một mặt hồ ly ngọc giúp hóa giải đào hoa sát, tăng cường nhân duyên cho chính mình. Tình cảm tuổi Tuất năm 2020. Chuyện tình cảm của tuổi Tuất không có nhiều khởi sắc, tuy nhiên nam mạng thì gặp nhiều may mắn hơn nữ mạng.
phái nam có thể gặp được một vài đối tượng hứa hẹn, tuy nhiên nếu không dũng cảm bày tỏ, giành lấy cơ hội thì tỷ lệ thành công không cao. Muốn gây được ấn tượng với người khác giới, cần phải chú ý đến lời ăn tiếng nói, biết thể hiện sự quan tâm của mình với đối phương, cũng như thể hiện tài năng của mình để gây ấn tượng với người khác. Không nên sống khép kín, mà nên tích cực tham gia các buổi giao lưu tụ tập, tự tin thể hiện bản thân. Như vậy, bạn mới có thể thu hút được sự chú ý của nhiều người khác phái hơn. Với phái nữ thì bản mệnh không có nhiều cơ hội gặp được người như ý. Nếu muốn có đôi có cặp vào thời điểm này, không thể ngồi yên chờ thời cơ, mà nên chủ động tiếp cận người theo đuổi trong lòng mình. Mặt khác, do ảnh hưởng của sao cô thần quả tú nên những người đã lập gia đình hoặc những người đã có đôi sẽ phải đối diện với nhiều rắc rối. Bạn cần dành nhiều thời gian ở bên nửa kia, quan tâm bao dung với người ấy. Khi có bắt đầu thì nên giữ thái độ bình tĩnh. Nếu nóng nảy thì vô tình gây ra những ảnh hưởng không tốt đối với mối quan hệ, thậm chí là rạn nứt, chia ly. Đối với mệnh chủ tuổi Tuất năm nay cần chú ý mang bên người một mặt hồ ly ngọc giúp hóa giải đào hoa sát, tăng cường nhân duyên cho chính mình. Tình cảm tuổi Hợi trong năm 2020, đào hoa khá vượng, cho dù bản mệnh là nam hay là nữ thì nhân duyên với người khác giới đều giúp tốt đẹp. Còn là người độc thân thì dễ có bước đột phá trong chuyện tình cảm, thậm chí có thể bước vào cuộc sống hôn nhân. Tuy nhiên thì tình cảm lứa đôi không phải lúc nào cũng đến với bạn một cách dễ dàng. Vì thế, ngoài việc lựa chọn một đối tượng phù hợp với mong muốn, bản mệnh cần không ngừng nhìn lại bản thân, sửa đổi những thói hư tật xấu, phát huy những điểm mạnh của chính mình. Một khi đã tìm được người ưng ý thì nên biết trân trọng, không nên kén cá chọn canh, cuối cùng thì sôi hỏng bỏng không. Vận đào hoa vượng không phải là dấu hiệu cắt lành cho những người đã lập gia đình. Vào năm Canh Tí này thì bản mệnh dễ phạm vào đào hoa dữ, cần đề phòng các đối tượng khác giới hoặc là có ý định tiếp cận gần gũi với mình. Hãy biết giữ mình, giữ khoảng cách để tránh chuyện tình cảm ngoài luồng gây ảnh hưởng đến cuộc sống, hôn nhân cũng như sự nghiệp. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để được quý thần tương trợ, từ đó tăng cường nhân duyên cho mệnh chủ tuổi Hợi. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi anh chị, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi để lại thông tin của mình muốn ở phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.